Các bạn hiện tại trước mặt chúng ta là một cây râm bụt pháo. Tác giả để chữ cây bụt pháo. Một cây dáng thác đổ rất đẹp. Dáng thác đổ sẽ là tính từ dưới lên trên phải cỡ 1m4. Vâng, từ cái điểm rơi lên trên là 1m4. Chúng ta sẽ tiến vào cái phần thân của cây. Mình quay tổng thể để các bạn xem này. Rất đẹp. Đó. Mình tiến vào phần gốc nhá. Đây, mình xem qua một chút ngọn đi. Rất nhiều hoa. Rất đẹp. Đây phần gốc của cây đây. À, mình đứng xa một chút các bạn hình dung dễ hơn. Đây là một cây khai thác thiên nhiên. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cái điểm cắt không? Họ cắt đây. Họ cắt đây. Toàn bộ phía dưới này họ lùi xuống hết. Từ đây lùi xuống, các bạn hình dung này. Từ đây lùi xuống. Vâng, lùi xuống những 1m. 1m đấy. Thừa sức 1m. Họ dòng xuống. Họ dòng cây rơi xuống 1m. Cây này rất già. Cái này phải nuôi rất nhiều năm tháng thì mới dòng được. Được như vậy. Đây không. To như này cơ mà. Họ dòng từ đây xuống này. Đó. Đó, mình làm nó đúng rồi, còn số 1m, cây này già lắm rồi, tuyệt đẹp. Cây đứng mặt này cũng thấy đẹp, mình sẽ quay tổng thể. Đây tổng thể của cây đây, đây mình chọn vị trí này, chọn vị trí nào cho đẹp nhất. Đây mình nghĩ vị trí này đẹp nhất này. Rất già, rất đẹp. Trong cái đôn và cái chậu cũng đẳng cấp luôn, đẹp. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Nó tròn như cái này này.